Kênh điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video lúc này thì gửi đến chị một vài dòng tâm sự về dòng kênh điện tử để cân gà vịt. Thì có một số anh chị nghĩ rằng là ồ, mua cân đơn giản thôi, khung cân nông sản nè, khung cân ghế ngồi nè, bảng sắt trên tính điện là được rồi, có tính năng chốt số này thì càng tốt. Thì đây chính là cái cân thực tế mà khách hàng đang dùng. Thì khung sắt trên tính điện cho nên là phân gà nó sẽ bám như thế này và rất khó là vệ sinh, tại vì nó mắc trong những cái kẽ như thế này và nó bằng sắt sơn cho nên nó có độ nhám đáng kể, cho nên khi mình lau như vậy nó ít khi nó sạch bon. Thì lâu ngày thì cái cân này khách hàng đã mua và đã sử dụng thời gian thì cảm thấy nó rất là cũ, nó cũ rất là nhanh, và sau đó bỏ một góc nào đó rồi không quan tâm tới nữa, một ngày kia chuột nó cắn. Vậy đặt ra vấn đề là làm thế nào để cho nó bền hơn, thì tại sao ngay từ đầu mình không chọn cái dòng cân inox này? Inox thì nó rất là bóng đúng không, nếu có phân gà phân ấy mình bám vô mình lau sơ cái nó sáng bóng, thì chính vì lúc nào nó cũng dáng cảm giác nó mới như thế này thì mình sẽ quý trọng nó hơn, mình nâng niu nó hơn, thì cái cân lúc nào nó được lâu dài hơn. Hay là mình sau khi mình lau sạch đi rồi mình để trong một cái không gian phòng khách thì nó cũng sẽ được lâu dài hơn chứ. Còn cái cân này anh người sử dụng đã bỏ ra một góc nào đó và chuột nó cắn hồi nào không hay thì mang đến sửa, vậy là tốn tiền. Còn nếu bây giờ đặt vấn đề qua video lúc này thì cân tử muốn nhắn nhủ với anh chị rằng là cân điện tử nó đa dạng, nó nhiều loại lắm, mà nếu như mình tiết kiệm thì mình mua cái cân sắt sơn tĩnh điện như thế này, nhưng mà mình nên bảo quản nó ở một cái điều kiện tốt hơn. Còn nếu mà mình muốn sạch đẹp sáng bóng thì mình lại quan tâm tới cân điện tử inox như thế này, giá nó không chênh lệch bao nhiêu hết nhưng mà được lâu dài hơn, mình dễ dàng vệ sinh hơn và cân nó dễ sạch sẽ hơn. Còn nếu mình thông thả tài chính thì mình lại mua lại cái cân này, cái cân này inox bảo quản hết luôn, cho nên là nước mưa hay là nước gà vịt mình xịt rửa thì nó cũng an toàn. Và nó quan trọng nhất là cái cân này nó có hai cái quai hai bên để mình dễ dàng mình di chuyển cái cân nó nhẹ nhàng hơn, nó dễ dàng hơn. Như vậy tổng thể ha, mình có nhiều sự lựa chọn này, cân điện tử thì đa dạng lắm. Bây giờ nó có dạng cân ghế ngồi như thế này, cung cân gà vịt tốt, thì giá rẻ vẫn là cái mẫu sắt sơn tĩnh điện này, nhưng mà nếu mà tốt hơn thì chúng ta lại có mẫu inox này, và tốt hơn nữa là chúng ta lại có mẫu inox chống nước như thế này anh chị ha. Như vậy đó, thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn, và nếu như anh chị có mua một cái cân điện tử cân mới thì anh chị cũng nên tham khảo video này và chúng ta cân nhắc lại là chúng ta nên lấy inox hay là inox chống nước, nó sẽ tốt hơn là cái cân sắt sơn tĩnh điện như thế này trong lĩnh vực cân gà vịt anh chị ha. Còn lĩnh vực cân nông sản thì mình mua cân nào cũng được cả. Rồi, kênh điện tử Gia Phát cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị nhiều sức khỏe và kinh doanh thuận lợi ạ.